Chào mọi người, thì mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team Cam Vinh Kỳ Yến. Thì clip này mình sẽ chia sẻ cho mọi người là bốn cái vai trò cực kỳ cần thiết của lá cam đối với sự phát triển cây cam. Thì cái này mình cần phải nắm để mình biết, để mình có thể chăm sóc cây cam được tốt hơn cho mọi người. Thì nhiều người vẫn cứ chăm sóc nhưng mà không biết tại sao, và nay thì mình sẽ giải thích cho mọi người biết luôn. Ok, thì mọi người thấy đây cây cam này, thì mình vô trực tiếp luôn, quay luôn cái lá nhá. Với cây cam này, cái lá cam này thì mọi người biết là lá này, đây lá này, mọi người biết cái lá cam này, đối với cây cam á thì nó có bốn vai trò gọi là chính đối với cây cam. Đó là thứ nhất, quá trình nơi diễn ra quá trình quang hợp, thứ hai là nơi quá trình cho thoát hơi nước nhá, thứ hai là thoát hơi nước, thứ ba là trao đổi khí, và thứ tư là nơi nguồn dự trữ dinh dưỡng cho cây. Thì mình sẽ đi từng cái, nhưng mà mình nhắc luôn là cái vai trò huyết mạch của lá cam đối với cây cam ấy là quá trình quang hợp nha mọi người. Thì đầu tiên vô chúng ta vô quá trình quang hợp này, thì cái quang hợp ấy thì như mọi người biết là lá cây cam này nó sẽ có nhiều chất diệp lục nên là tạo thành màu xanh của lá. Thì là nơi đó là một nhà máy mà nó sẽ sử dụng CO2 từ không khí, năng lượng từ ánh sáng mặt trời, năng lượng từ ánh sáng mặt trời, từ ánh sáng, và nguồn dinh dưỡng được hút từ rễ chuyển lên cây cam và vào lá. Thì tại chất diệp lục thì nơi này sẽ kết hợp ba thành phần đấy, phân các chuyển đổi thành các chất dinh dưỡng mà cây cam sử dụng được ở dạng phức tạp mà cây cam có thể dùng được. Thì đấy là quá trình quang hợp, và cái này là vai trò huyết mạch, là sinh mệnh đấy đối với cây cam, là quan trọng nhất của cái lá cam đối với cây cam nha. Cái này là vai trò quan trọng nhất của lá. Còn mình sẽ đi vào ba cái khác là ít được nhắc đấy hơn nhưng mà cũng quan trọng không kém. Thì ngồi quang hợp đó là cái thoát hơi nước. Nhưng mọi người biết là cái thoát hơi nước này để làm chi? Thoát hơi nước thì nó có hai vai trò thôi. Một ấy là làm mát lá cam, hai là để vận chuyển chất dinh dưỡng hoặc là nước muối khoáng từ rễ cây hút vào dưới đất này lên trên lá. Nó chỉ như thế thôi. Thì nó như thế nào? Thì vì nó sự thoát hơi nước hoặc lỗ khí khổng, mọi người biết không? Lỗ khí khổng ấy thì nó sẽ làm mát cái lá để khi mà nắng gắt quá chiếu vô thì không có bị thiêu đốt cái lá, đúng không? Cái lá nó vẫn cũng như một phương pháp là mát lá, bảo vệ lá ở những cái thời tiết mà nắng cực đoan, nắng quá đi thì nó sẽ cháy đó. Nó đơn giản thôi, nó bảo vệ bằng cái chế đấy. Và cái thứ hai đó là khi nó thoát nước ra này nó tạo cái lực hút, bạn hiểu không? Có nghĩa là nó chống, kiểu nó đơn giản cái này thôi, là nó thoát hơi nước ra. Thì lúc này nó sẽ gọi là trong cái khoang chứa tạo nên cái lực hút của lá cam, nó sẽ hút để vận chuyển nước và muối khoáng vào lá cam. Nếu như không có sự thoát hơi nước thì quá trình mà vận chuyển nước muối khoáng lên cái lá cam không chỉ xảy ra được nha mọi người. Thì cái cơ chế này là mình nhớ đâu là chênh lệch nồng độ thì phải, nồng độ hoặc là áp suất gì đấy thôi. Thì cái này thì mình chỉ nói sơ thế rồi, không có nói đi chi tiết. Rồi chúng ta qua cái vai trò thứ ba của lá cam, đó là gì? Đó là sự trao đổi khí. Trao đổi khí vì là sao? Là như mọi người biết là lá cam nó là một lá phổi xanh của, không phải lá cam. Lá cam nó diễn ra quá trình quang hợp. Thì quá trình quang hợp thì nó cần có sự trao đổi khí, thì nó lấy CO2 trong quá trình quang hợp và nó thải ra khí oxy để gọi là lá phổi xanh của thế giới, là cây xanh đó. Thì cây cam cũng là một cây xanh, thì nó thực hiện vai trò đấy là trao đổi khí. Mà nếu như không có cái lá cây cam hoặc lá cây khác ấy thì loài người không tồn tại được, vì chúng ta không có oxy trong bầu khí quyển để sinh sống. Đấy. Rồi, cái vai trò cuối cùng mà ít được nhắc đây nhất nhưng mà cũng không kém phần quan trọng, nó thường ít được biểu hiện nhưng mà một khi được biểu hiện là có vai trò cực kỳ quan trọng, đó là nơi dự trữ chất dinh dưỡng. Giống như là cái lá cam này, nơi dự trữ chất dinh dưỡng cho cam á, nó chỉ xài khi mà dùng, khi mà
vào những thời điểm tiêu cực, thiếu dinh dưỡng, và thời điểm cực đoan á, như mùa nắng gắt quá hoặc là mùa đông lạnh quá, cây nó hạn chế ở khả năng hút nước hay là hút chất dinh dưỡng, thì hoặc là cái đất vùng đất nó mà nghèo nàn quá, năm đó đói kém quá, thì cái phần dinh dưỡng trong lá cam này đa phần là carbohydrate và một ít đường thôi, nhưng mà carbohydrate thì lúc này nó sẽ vận chuyển cho cây cam, dùng vào những thời điểm đó giống như một nơi dự trữ các tiền của để dành đấy đó. Thì đấy là bốn vai trò của lá cam, mà nhắc lại nó: thứ nhất là quang hợp, thứ hai là trao đổi khí, thứ ba là sự thoát hơi nước, và thứ tư là nơi dự trữ chất dinh dưỡng. Nhưng mà quan trọng nhất của lá cam hay lá cây khác đó là nơi xảy ra quá trình quang hợp nha mọi người, vai trò sinh mệnh đối với cây cam luôn đấy, hay là những cây khác cũng thế. Ok, thì đấy là clip mình nói về vai trò của lá cam như thế nào, thì mình cũng giải thích là cũng khá chi tiết rồi đó nha mọi người. Mình cũng cảm ơn mọi người đã xem hết clip này của mình nha. Thì mọi người mà thấy có thắc mắc hay có bình luận gì thì cứ bình luận dưới clip với mình nha. Rồi ok, rồi chào mọi người nha.